Ủa anh mày biết mùi không? Đây là lắp rèm mới cho bà cụ. Rèm rất là đẹp. Một vị khách để tặng cho cô gái Việt Nam. Thì nữa xem là bí mật, xem là cho cụ xem là cụ có đồng ý không. Đâu bác? Đang giấu cô gái Việt Nam đi, tí nữa cho cô gái Việt Nam xuất hiện xem là có thích không. Đây là một món quà của bạn Phan Hâm Mộ, rèm Miền Thủy ở Hà Miên, Tuyên Quang. Cảm ơn Miền Thủy nhá. Bà nghiệm thu công trình em ơi, thấy đẹp không? Bà thấy đẹp không? Đẹp, rất tiền thì sẽ đẹp. Đây là người ta tặng bà đấy. Cái gì? Người ta tặng bà đấy. Làm chuyện thế. Bà cảm ơn đấy. Bà tên là gì? Cháu. À? Cháu Miền. Con gái cháu Miền à? Tên là Miền. À. Bà cảm ơn cháu Miền đấy. Bà Nguyễn Thị Tứ thằng Nguyên... Cảm ơn Thị Nguyễn nhé cho tôi. Ôi dồi, sao bà tự đặt họ là Nguyễn Thị Miền? Họ có phải họ Nguyễn của bà đâu. Ôi giời ơi. Tự nhiên lại đi đặt tên là Nguyễn Thị Miền. Cháu Miền Thủy. Miền Thủy. Bà cảm ơn cháu Miền Thủy. Bà cảm ơn cháu Miền Thủy nhé. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ôi dồi ôi, bà hôm nay có rèm mới nhá. Tối nay ngủ ngon nhá. Lúc nào ngủ cũng ngon. Ui giời ạ. Bà được cái nên ngủ thôi. Không ngủ. Nhưng mà đêm thì ngủ một giấc đến sáng. Sợ thật đấy. Ngủ ngon quá. Đấy bây giờ bà kéo thử nào. Đấy chuẩn chưa. Đằng sau lại còn một đống bìa cắt tông Fami kia nữa. Thử kéo bên này nào. Kéo gì nữa. Thử để lần sau một mình bà khác tự vén. Vén. Ui giời, cũng được rồi. Chuẩn mình, không? Dày như mịn nha. Mịn chưa? Nước ngoài. Đá? Này nước ngoài. Nước ngoài à? Bà cứ nghĩ cái gì đẹp là của nước ngoài, Việt Nam mình không làm được à? Bà coi thường nước mình thế? Nước mình đấy. Của nước mình đấy. Cái gì cũng đi gắn với nước ngoài, bà nghĩ nước ngoài là tốt à?